không không có một cái bè mới kịp thời đó thì có thể là sẽ chìm ngay lập tức và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mấy đứa bé đó. Nên chú Nghị làm rất là ấy à, trời ơi, ôi may mắn là nguyên gia đình của anh Xuyên. Anh Xuyên, người mà hai vợ chồng có 6 người con sinh sống trên chiếc ghe cũ trước đây, mà hôm nay thì nguyên gia đình có một cái chiếc ghe mới nè. Chiều nay thì đã Bùi Hồ lại đây thăm và tập trung thăm gia đình của anh. Anh Xuyên nói là gì với mọi người, các mạnh thường quân trước đây không anh? Dạ cũng biết gì, em cũng cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em được vì cái bà vậy là em cũng mang ơn rất nhiều. Dạ. Dạ cô bác với anh chị, thì trong cái quá trình mà quay lại giúp gia đình của chị Nguyệt thì Bùi Hồ cũng ghé lại thăm gia đình của anh Xuyên, coi hiện nay thì cái cuộc sống của anh sinh sống ở trên ghe như thế nào. Thì cô bác với anh chị sẽ thấy rằng là trong tất cả các dãy ghe mà nhà ở đây thì thấy ngôi nhà của anh Xuyên là một cái ngôi nhà khá là khang trang, nhà bè khá là khang trang và hiện đại ở trong cái bến tàu này. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để quay lại một lần nữa cho cô bác với anh chị xem. Tại vì trong cái quá trình mà hôm trước mà Bùi Hồ quay đó, có một cái đoạn phim nó bị lỗi đó, không có quay được, nên là nữ là ghé lại để quay lại một lần nữa cho cô bác với anh chị xem. Đây là chiếc bè cũ của anh Xuyên nè. Anh Xuyên ơi, chú Nghị nói á là cái chiếc bè này mà nếu như mà không có không có một cái chiếc bè mới kịp thời đó thì có thể là sẽ chìm ngay lập tức và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của mấy đứa bé đó. Nên chú Nghị làm rất là ấy à, trời ơi, ôi may mắn mới nghe một âm thanh một cái đột là Bùi Hồ mới té. Ôi ghê quá. Mới xuống anh, hôm nay mình kéo bè mình ra đó hả? Im quá rồi nè, ra giữa ngoài này thoáng mát rồi. Nhưng mà hôm nay đi té một cái ầm ghê quá. Tại cái đó anh chưa có làm được. Anh làm cái cầu ra đi. Ngoài này là nhìn ở trên nhìn xuống là nhà, nhà bè của anh là hiện đại nhất luôn á. Mới nặng thôi, giờ em làm chưa vậy? Dạ. Mới làm trưa giờ. Mới làm trưa giờ luôn hả? Sáng giờ sáng nước lớn quá lớn lặn không to không tới rồi. Mình nhận đi đâu có thấy được. Thôi em sợ á, tắt tivi nhận nhỏ giùm em tí đi. Thôi chào con. À con nha. Thôi ở đây có mấy cái thanh can này an toàn ghê á. Dạ. Dạ. An toàn. Dạ. Dạ chào anh. Ôi ơi, có tivi nè đấy không, sáng. Hôm trước quay ra tới đằng sau tự nhiên đoạn phim mình hơi mất tiêu. Sao vậy? Không biết luôn, bị lỗi á, lỗi ở đằng sau á. Hôm ngày là có đi làm không anh? Có. Dạ. Có đi làm được ngày hôm qua lọc vừa, hôm nay được mấy trăm vừa, hôm nay nó đau rồi. Chị, hôm nay bệnh không, khỏe? Còn nhức đầu nữa hả? Ăn uống gì chưa, gia đình mình ăn uống gì chưa? Ăn rồi. Cơm sáng rồi. Chiều chưa. Em mới từng dây. Anh neo dây lại đó hả? Ừ. Em còn chưa chắc nữa, giống mạnh. Chưa chắc neo lại đằng cái cột đằng kia đó hả? Neo nhờ của ông hai, ông kêu neo vô cái tó ông đã đỡ đi. Sao nó trôi đi hay gì? Trôi. Bên này cũng hai đường lặn một đường đóng tó một đường neo nữa, bên này cũng hai đường một nhà đỡ thôi, sáng lặn không tới có mình mọt làm không nổi. Có mình mọt mà cực đúng kia lui hồi sáng trời ơi sáng lắm. Hôm nay là đi chơi thấy nguyên gia đình của mình đi vòng vòng ở đây khỏe ha. Dạ. Rồi chị không gầy, sức khỏe của mình sao rồi? Còn mệt thì nhức đầu nhiều à. Thì bây giờ anh phải cố gắng, anh cố gắng làm chứ sao giờ. Trời, dạ. Tay nó hết rồi, thấy cái tay vậy. Tay đỡ chưa? Đỡ anh. Rồi. Đỡ rồi mà chưa dám cắt kỹ, cái chị sợ nó hở ra đó. Gì vậy? Cái mặt mạch là bậy nó sống chứ.
Vậy hổm là bác sĩ nói mình bị bệnh gì? Em bị thiếu máu rồi nhức đầu rồi. Chắc bị nói chuyện lớn chứ em bị chắc bị gì giật tim hả nè. Chuyện lớn là giật mình là em chắc bị giật tim. Ai nói chuyện lớn em giật mình. Thiếu máu nữa đủ thứ bệnh luôn. Bữa hổm là khám thở anh em bệnh lại hả? Dạ. Uống thuốc thì đã đỡ. Uống thuốc thì nhức đầu hơi nhiều. Dạ. Rồi chó nó heo nằm kè kìa. Dạ, tối ngày trong này có ra trước coi tivi đồ không, ăn uống đồ đầy đủ không chị? Em tối ngày sáng giờ chưa ăn cơm sáng nên nào tại ăn cơm cũng được. Ờ. Cố gắng cơm sáng đâu. Cố gắng chị nha. Hôm nay tưởng mình chưa tới ngày thượng Quan Âm lên anh. Chưa. Bữa mấy mình thượng ra? Dầm bữa nay là mấy mình rồi? Là mới có mùng 1 à. Là 9 năm tháng này nó thiếu 29 mùng 1. Thấy cái nhà bếp của mình thì cũng im ghê luôn á. Hôm nay em có đến đây thì em qua thăm gia đình của mình. Dạ. Thấy gia đình của mình chiều nay, buổi chiều này đông đủ nè. Trời ơi. Có tính xin thêm đứa nào nữa không? Không. Chị. Có tính xin thêm đứa nào nữa không? Sổ mình đó anh không? Sao sổ mình? Sổ nó giỡn rồi. Bệnh hoài, trang giữ nó mệt lắm. Trang giữ nó mệt lắm hả? Ở đây mà, quên đó có cửa sổ ở phòng ngủ mà mình không hay kìa. Có. Một cửa sổ đây, cửa sổ, bốn cửa sổ luôn. Bốn cửa sổ gió mát luôn trời, nhà này không bao giờ nóng đâu. Ôi ơi. Đã tính 6 cái đó, mà 6 cái mà sợ nó tạt theo giác này nè, tính tay cái bên này khác nữa mà nữa. Chế lại 4 cái thôi, chế. Rồi hôm nay dâm gia đình mình cho em chụp một tấm hình đây, ngồi chỗ này nè. Rồi. Trời ơi. À, để em chỗ đó đi, bật đèn lên cho sáng. Đây là tầng dây. Ngồi chỗ đó đi chị. Dạ, hôm nay không. Đây là tầng dây. Đây là con. Vậy cái đây luôn. Vui không? Không ngày vui không chị? Dạ. Có nhà mới vui không? Em cũng mừng mà. Nên nói em sang giàu lần còn những đây mấy chị trên đây còn cho gạo đấy em ở nhà lực lượng nha, người ta nói em có tiền rồi. Bạn vui không? Vui. Dạ vui mà sao yếu xìu vậy? Hả? Mệt hoài mới sống nào chết nào. Con gái vô đây ngồi ơi. Rồi vô nguyên gia đình gái, bé gái con vô đây ngồi luôn nha. Rồi xích vô con. Nhớ nhớ cho dây. Chưa cho em chụp tấm hình rồi em vô gia đình mình chụp. Xích vô con gái qua bên đây nè. Bé nhỏ ra đằng trước kìa. Bé nhỏ nhất kìa. Đi ra đây nè dây, nó con trai á. Con trai. Ồ. Nhìn giống con gái vậy. Con trai á. Rồi xích ra trước con ra sao? À. Cho em chụp, mình cười lên cái nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, tới em. Rồi, cô bác anh chị, đây là nguyên gia đình của anh Xuyên. Người mà hai vợ chồng có 6 người con sinh sống trên chiếc ghe cũ trước đây. Mà hôm nay thì nguyên gia đình có một cái chiếc ghe mới nè. Chiều nay thì Bùi Hồ lại đây thăm và tập trung thăm gia đình của anh. Anh Xuyên nói là gì với mọi người, các mạnh thường quân trước đây không anh? Dạ em cũng biết gì, em cũng cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em được vì cái bàn vậy là em cũng mang ơn rất nhiều. Dạ. Thời gian sắp tới thì dự định mình sẽ làm gì? Cũng đi làm mướn. Cũng đi làm mướn có đâu là gì. Cũng đi làm mướn sống qua ngày. Dạ chị. Dạ. Có nói là gì với mạnh thường quân không? Em rất là cảm ơn mạnh thường quân với anh chị mạnh thường quân với chú Nghị nè, với anh Sơn, với chú Bảy rồi giúp đỡ cho em vậy em cũng rất là mừng hơn. Rồi em cảm ơn tất cả các mạnh thường quân cùng chung tay ủng hộ cho gia đình của anh Xuyên đến thời điểm này. Và thời gian sắp tới thì chắc có lẽ là nửa năm sau Bùi Hồ sẽ quay trở lại thăm gia đình anh Xuyên, coi việc làm ăn của gia đình của anh như thế nào rồi nha. 1, 2, 3 giang cái ơi, cho vui ơi. Đưa tay lên. 1, 2, 3 yeah. Rồi thôi để cho em. Rồi em chào mọi người, chắc chúc mọi người vui vẻ nha. Đây là các bé của anh nè. Hôm nay nhìn kỹ một lần nữa các thành viên trong gia đình của anh. Con gái vui không? Nó vui. Nó giờ cho anh vui. Vui sao? Nói sao?
Cảm ơn. À rồi, con vui không? Rồi. Rồi, không biết. Rồi, cảm ơn rất là nhiều.